Teresa Phương Anh xin được kính chào quý vị đến với chương trình câu chuyện cuối tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Và người trò chuyện cùng với Phương Anh ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị bạn Maria Teresa Quý Yên. Chào chị Phương Anh, xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và bản tin thứ hai chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là sáng ngày 5 tháng 8 năm 2019 thì Liên hội Dòng Mến Thánh Giá đã hiệp dâng thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 350 năm thành lập hội dòng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Và ngày hôm ấy, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chủ tế thánh lễ khai mạc long trọng này. Đồng tế với Ngài có các đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Giáo phận Sài Gòn, đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Linh mục Phi Khanh Vương Đình Khởi, nhóm nghiên cứu linh đạo Mến Thánh Giá, Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, đặc trách Tu sĩ Giáo phận Sài Gòn, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, Linh mục Stefano Phạm Cao Đích, Chủ tịch Liên Tu sĩ, Linh mục Rocco Nguyễn Kim Duy, quản lý Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn và hai linh mục khách mời đến từ Campuchia, Linh mục Lauren, Hội thừa sai Paris và Linh mục Hồng Kông, Isaac. Và có khoảng 600 nữ tu Mến Thánh Giá đại diện cho 27 hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thái Lan, Lào và Campuchia đã hiện diện trong thánh lễ. Thưa quý vị, hội dòng Mến Thánh Giá được Đức cha Pierre Lambert de Lamotte thành lập năm 1670 trong chuyến thăm đàng ngoài lần đầu tiên trong cương vị giám quản đàng trong của Ngài kể từ khi chính thức được bổ nhiệm làm giám mục, giám quản tông tòa đàng trong năm 1659. Và Phương Anh cũng được biết rằng hội dòng được sáng lập lần lượt ở đàng ngoài vào năm 1670, đàng trong năm 1671, Thái Lan năm 1672, hội dòng mở rộng sang Campuchia năm 1772, Nhật Bản năm 1878 và Lào năm 1887. Và sang thế kỷ 21 thì hội dòng Mến Thánh Giá phục vụ trong nhiều giáo phận ở Việt Nam. Và theo Quyên được biết, đây là dòng nữ công giáo đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Mến Thánh Giá là hội dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc đấng bản quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân. Và từ một nhóm nhỏ ban đầu, hiện nay dòng Mến Thánh Giá đã có hơn 8.000 nữ tu tại các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Hoa Kỳ, Úc Châu và Âu Châu. Các nữ tu làm đủ mọi việc, có mặt trên từng cây số, dạy giáo lý cho dự tòng, giáo lý hôn nhân và giáo lý cho các thiếu nhi. Các nữ tu Mến Thánh Giá cũng mở các nhà trẻ uy tín, được mọi ngành tín nhiệm, chiếm được sự thiện cảm của mọi thành phần xã hội, lương cũng như giáo. Và Phương Anh được biết là trong thánh lễ khai mạc thì Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chị em Mến Thánh Giá có khi đánh đổi bằng giá máu cũng vẫn trung thành với hội dòng. Xin hiệp ý với các chị em để tạ ơn Chúa trong năm thánh. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin đại diện cho các đức cha và mọi người gửi lời tri ân đến các chị em Liên hội Dòng Mến Thánh Giá qua câu nói: mọi người Việt Nam từ già đến trẻ, trong nước cũng như hải ngoại, tất cả đều yêu mến Dòng Mến Thánh Giá. Và cuối thánh lễ, Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng công bố ân xá của Tòa Ân Giải Tối Cao do Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung tham tán Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đệ trình. Dịp này, Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng cũng đã công bố phép lành Tòa Thánh. Và xin chúng ta hiệp thông chúc mừng và cầu nguyện cho hội dòng Mến Thánh Giá luôn có thêm nhiều ơn gọi để phục vụ trên cánh đồng truyền giáo màu mỡ Việt Nam. Và kính thưa quý vị, với phần chia sẻ này, chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện cuối tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật an lành. Và giờ đây chúng tôi xin được kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.